người đang gào thét tên của bạn rất nhiều. Họ hiện tại vì áp lực công việc cuộc sống cho nên họ stress, thì họ đem những cái cảm xúc dồn nén đó vào trong giấc mơ khi mà ngủ nha. Khi họ ngủ say thì tiềm thức của họ sẽ hoạt động và họ sẽ mơ thấy bạn rất là nhiều. Và trong mơ họ sẽ thấy những hình ảnh như sau, mình điển hình một số hình ảnh ha. Họ thấy rằng bạn và họ ra bờ suối, bờ ao gì đó, có thể đi ngắm cảnh, ngắm biển ha. Mình thấy là hoạt động liên quan tới nước. Và họ và bạn trò chuyện với nhau. Và nếu như các bạn đang ngắt kết nối, các bạn tạm chia xa, chia tay với nhau chăng nữa, hoặc là mình thấy một số bạn trong này có người yêu cũ luôn nha, thì năng lượng này họ đang nhớ, họ đang mong muốn rằng bạn hòa hợp với họ nhiều hơn. Bạn có thể thấy hình ảnh là chú mèo và chú cá ở dưới này ha. Có nghĩa là bên trên bờ và dưới nước, tuy trên bờ dưới nước không có chung cùng một cái môi trường, không có thể không nghĩ rằng hòa hợp với nhau được, nhưng thực ra là đang cố gắng mà kết nối với nhau. Họ tin tưởng rằng là bạn sẽ quay trở về bên họ ha. Họ rất là nhớ bạn. Bạn và họ thì đó có những cái cảm xúc, cảm giác nó mãnh liệt khi ở gần nhau. Và dĩ nhiên rồi, tình yêu này là tình cảm, tình yêu ha. Tình yêu này mình vẫn thấy là hai luồng khí nha. Tình yêu này đang phát triển thành, phát triển có nghĩa là bạn tự tình bạn đi lên và họ mong muốn được về chung nhà với bạn. Có nghĩa là quan hệ này đang tiến tới một sự hợp nhất thiêng liêng bạn ha. Ok. Rồi nếu như các bạn có lầm lỗi với nhau, có xích mích gây gỗ, có những cái hiểu lầm trắc trở, thì bạn rất là mong họ xin lỗi bạn. Và bạn muốn nghe cái điều đó nha. Bạn còn có thể ấm ức trong cái quan hệ này ha. Rồi trên thứ khác thì mình vẫn thấy rằng nếu những cái người bạn đang nhắc đến họ có những cái vấn đề trong cuộc sống và hiện tại đúng người nhưng mà sai thời điểm á, thì đây là thời gian cần thiết để quay về bên trong mình, để coi thử coi mình có nhớ người ta hoặc là những cái cảm xúc nó như thế nào ha. Mình giải quyết nó thôi. Tại vì cũng đang mùa thủy tinh nghịch hành ha. Mùa thủy tinh nghịch hành này nó sẽ trôi sọc những cảm xúc nó nhạy cảm hơn, nó thất thường hơn. Và những cái nhớ nhung quá khứ cũ như thế này thì phần đông á do mùa sao trời mà làm ra thôi. Thành ra là mình cũng khó đo được là cái khả năng chính xác như thế nào trong tình cảm ha, có nhớ như nhiều như thế nào hay không. Thì mình vẫn thấy rằng đâu đó nếu bạn thấy yên ổn trong quan hệ hiện tại mình với họ, thì các bạn đang có sự hợp nhất thiêng liêng dành cho nhau. Và mình thấy những cái tên rồi sau đây ha, tên của họ có những cái chữ họ, tên chữ cái trong này, chữ M, chữ Y ngắn ha, chữ H, chữ C là tên Chi, tên Cường chẳng hạn, chữ E, chữ N, chữ T ha, chữ A ví dụ tên Anh, tên An ha, chữ K ví dụ chữ tên Kim nè, tên Kiên nè ha, chữ U nè, chữ S